cái đồng hồ SK. Để tháo cái đồng hồ ra. Kim rồi đấy. Kim. Làm gì có nữa. Bây giờ em sẽ tháo cái đồng. Để lau dầu, ngâm dầu. Ốm đau của ngon vật lạ cũng ăn làm sao được. Đây, khá là bẩn. Đó. Máy này khá là bẩn. Tôi lau dầu rồi này. Bên đây là cái sinh cái điện này không? Đây, các bác thấy đang đang xả cót đấy, đang xả cót. Nó phải sang dăm bữa nửa tháng nó mới quen được thời tiết khí hậu rồi là công việc ở bên đấy. Nó chỉ có trước 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 mình 4 tiếng như nó nói. Còn thằng Công thì là hết cách ly tại tại nhà rồi gì, đi làm rồi gì. Đi hết cách ly. Chúng nó cũng nhớ, chúng nó nhớ mẹ chứ. Cái lịch này đang bị cong rồi các bác. Đó, nhìn cái lịch này đang bị cong rồi. Nó lịch này đang bị cong rồi. Nó thì bây giờ nó ăn ăn vội rồi ngủ cũng là không yên. Bây giờ công việc của nó là như thế thôi. Nó như bây giờ là bây giờ là phải chịu khó lo nhạc cái là làm rồi. May có bố mẹ gần, có bố mẹ là xa như vợ chồng con người ta là mới vui mỗi phương mỗi đứa thì chỉ cần như thế này. Máy này vẫn để nguyên. Thế bây giờ sẽ lau toàn bộ cái máy này. Cắt rửa.
đang cái của sức sức nó cần sức nhờ làm nó vẫn làm ăn bây giờ nó vẫn làm ra sản phẩm. Nhưng mà cái này thì nó chồng công khai và chồng cơ quan nhưng mà có cái đầu liên ký và thuận lợi lắm, nhưng mà còn chồng đầu tiên rồi đây hậu về sau này vợ chồng mình không biết rồi xong là đến vợ mình tiếp hai vợ chồng mà xuất thế hưu là về già cũng được rồi. Nhưng mà nhìn khá là bẩn đúng không? Đó, rất là bẩn. Đó. Cái này cứ để như này cho trong vòng khoảng độ 5-10 phút cho nó khô hết. Mới vào mới lắp. Cô vẫn bảo là